dáng rất ngon. Em nói thiệt một thật lòng em luôn. Bây giờ các bạn ở giữa có hát dở, Edith vẫn chọn. Biết chắc luôn. Bạn đã bảo ngon rồi mà. Bây giờ sao, là có chọn đồ ăn ngon không? Đồ ngon dâng đến tận mồm rồi. Nhưng trong anh bão tố, dù em bão tố trong đi, nhìn cô em từng đi nữa. Nhưng đập môi mím chặt, chẳng thể một lần nói ra. Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn. Chẳng đâm nỗi đau chỉ một giây mà xóa mơ. Mình không thể lâu dài, chỉ vì tôi ngây ngô. À, bữa nay Yrin nó mặc cái áo, nó mượn áo của ba tôi hay sao mà sao rộng dữ vậy? Phải. Style K-pop bây giờ ta mặc vậy đó. K-pop mà. Tại lẽ cái áo này là của tôi đi diễn hài. Áo này là mới của Style Eric nè. Cái sáng nó đổi. Nó giỡn thôi, nhìn cưng đúng không? Phải skinny mới mặc được mấy cái này. Chứ cỡ bụng như Đức đâu mặc được. Đừng nhắc về vấn đề bụng. Thôi bây giờ nói nè. Rất là mến hai bạn này. Duyên dáng, thông minh, đẹp, hát hay nữa. Đặc biệt là Trấn Thành là fan của Eric đó nha. Nghe rất vậy là biết hoài. Rồi không? Vậy, vậy, những người vậy thì em là đội của Trấn Thành. Quá hợp lý. Hãy nhớ Eric, em nhận xét về bạn là thế nào? Còn về giọng hát thì em thấy là cái chữ lời đấy không hay. Không hay. Đây, nghe ca sĩ đội anh nói đây. Em thấy sao em? Em thấy là dáng chị này massage hơi kỳ này. Sao? Vì sao? Thấy là dáng massage đúng là phải thế nào? Này massage là như nào? Này massage là như nào? Cái dáng này chị vừa massage thì thấy sao? Eric, em mới được eo dáng của em mới kỳ. Chị vừa massage thì em mới đưa cái chảo cho mà Trấn Thành. Em vừa đẩy vào, em vừa đẩy tất cả vào mặt anh. Lên, em dặn lên, dặn lên. Tại vì cũng thông cảm cho Eric đi. Thôi thà một mình Trấn Thành hứng cái chảo đó còn đỡ hơn, giờ Eric nó quay lại nguyên cái nhóm khán giả để hứng hết. Không, nhưng mà nó đi vào cự ly gần anh ạ, nó đập tất cả vào mặt em. Số 3. Trời ơi, nhìn là thấy đẹp trai quá. Chưa thấy mặt được. Da rất trắng, rất mịn. Đẹp trai. Dạng rất ngon. Ủa, nhưng mà ý là cái gì khen thật thì phải thật, phải nói thật. Không, em của chị hôm nay làm chương trình về giọng hát. Em Ok giữ bình tĩnh lại về những vấn đề đấy nhá. Em hiểu. Nhá, ok em, anh giúp đỡ em của em. Em làm đúng. Đẹp không? Đẹp. Dễ thương, xinh xắn. Ngon đấy. Em ơi chị bảo này. Anh đưa em vào viện được không? Không. Bình tĩnh nhá. Những chuyện này rất tế nhị. Tế nhị nhá. Anh thở cùng em. Ok. Sao là giống đi đẻ quá vậy? Ba đứa hoành tráng ngang nó mới vừa đó. Một mình nó là nó tháo bung bệnh viện luôn đó. Bây giờ chương trình mình là kỵ chữ ngon nha. Bình tĩnh nha mấy em. Đây, anh chàng này làm công việc gì? Ông này mà làm massage mới đúng đã. Rồi, đây mới là massage nè. Cái này mới là massage. Không phải massage luôn, làm một cái nghề rất ngon. Anh nói gì vậy? Anh Nghĩa ơi. Anh Nghĩa, anh bình tĩnh lại. Không, bây giờ anh ổn. Bây giờ mọi người ơi, mọi người làm sao vậy? Đây là các thí sinh, không phải là thực phẩm chức năng mà ngon cái gì đó. Cái gì vậy? Em bình tĩnh lại. Khoan, bây giờ các em mới là người bình tĩnh lại nè. Anh nói sự thật. Tại sao các em lại liên tưởng đâu xa xôi vậy? Anh ta làm một cái công việc rất ngon là vì sao? Anh ta là người bán cháo. Ngon không? Cái khu vực bên đó hát dở nhiều ha. Không, bạn này hay đấy. Bạn này em lại nghĩ là dở. Mồm bạn ấy trông kiểu rất là... Mồm sao em? Body ngon thì mồm sao? Mồm hả em? Mình nói là miệng được không? Miệng đi. Miệng nhá. Chắc là em thấy là miệng hát có... gì? Có gì? Có nhịp điệu em? Có. Không à? Nói chung là mồm có... Miệng có... em, miệng. Mồm há chuẩn. Mồm há chuẩn. Đúng rồi đó. Người ta bảo là khẩu hình đẹp. Khẩu hình đẹp đi. Chúng ta đây. Khẩu hình đẹp. Khẩu hình tức là hát phát âm cái chữ gì đó ra là cái miệng nó tròn trịa, nó đẹp đúng không? Là hát hay.
khi phát ra âm thanh nó sẽ hài. Đâu tròn lắm đâu. Đúng rồi. Hơi bẹt mà. Hoa đừng cãi, em yêu Rick về mồm. Em không cãi về mồm. Không cãi về mồm. Em sẽ nói về khẩu hình là em thấy không tròn. Không tròn. Sẽ không ok. Không phải đâu, có thể là bạn ấy đang cố tình hát như thế để cho mình khó nghe ra được. Đúng cái giọng rồi. Của bạn. Không, nhưng mà vừa mình đấy. Mà anh này có vẻ hay đấy. Tại vì anh nghĩ rằng với cái dáng dấp này, với cái gương mặt này, nó có cái phong thái nghệ sĩ trong đó. Có đấy, ừ. Có đấy. Em nói thiệt một thật lòng em luôn. Bây giờ các bạn ở giữa hát dở, Edith vẫn tròn. Biết chắc luôn. Bạn đã bảo ngon rồi mà. Thì bây giờ đồ chứ thành được chọn trước đây. Đấy. Rồi, rồi, hôn đi nè. Bây giờ sao, là có chọn đồ ăn ngon không? Đồ ngon, dâng lên tận mồm rồi. Oh my god. Tôi thích thế. Đúng. Em tôi. Em ơi, em làm sao thế? Người ta thẳng thắn trai là hai ba mặt như em. Không, không, bình thường nó vẫn thế. Vậy là số mấy nào? Số 3. Số 3. Anh chàng đeo mặt nạ. Kẻ nước mắt như ngày buồn nhất. Giữa cơn mưa mới thấu đâu là chạm đầy của nỗi đau. Em cũng đã quên, mỗi thứ không thể nào cản đang lại thôi lên. Từ xa vòng tay, em cho tôi cảm giác nhung nhớ đến thế nào. Vì chưa nói câu chào, mà sao muốn bước đi vội. Mới có nhau thôi, lại xoáy những yêu thương rồi. Thành tôi nắm chặt, ngất lên một chân nên đôi mắt có con rơi. Đủ đà anh sáng dương tôi tìm những giấc mơ. Giờ phía trước mịt mù trong bóng tối đã xa. Gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhớ. Không muốn anh thành mình chăm sóc em những ngày tới. Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi. Oh. Em bước đi nhẹ nhàng, em đặt xa tôi nhẹ nhàng. Nhưng trong anh bão tố. Chỉ một giây mà xóa mơ. Mình không thể lâu dài, chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ minh chứng tất cả. Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta. Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên. Đã từ chối cơ hội để đời tôi vững vàng. Ngồi khóc giữa cơn mưa. Mới thấu đau là chạm đáy của nỗi đau. Mình không thể lâu dài, chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ mình chứng tất cả, và không đi có thể lại đi bỏ mặt chúng ta. Ngón tay anh buông xuôi vì chẳng tin chân cần tôi ở bên. Đã từ chối cơ hội để đời tôi vững vàng. Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là chẳng. Sao cái tiết mục này nó hết sớm vậy quý vị? Người quen hả em?
À, lúc nãy khi mà ba bạn đứng ở trên này thì em có hỏi bạn ấy sinh năm bao nhiêu để em chắc chắn. Thì em đã nhận ra là đây là người bạn thi cùng mùa với em The Voice Kids mùa đầu tiên. Khác đội nhưng mà là chơi với nhau. Thi cùng mùa với nhau đúng không? Bạn cũ của em không nhìn ra bạn ấy luôn. Hèn chi đây mặt nạ.